Em xin mến chào cô chú anh chị và các bạn. Rất vui được đồng hành với cô chú anh chị và các bạn trong một video tiếp theo. Và chụp hình của quý vị các bạn, đây là những hình ảnh của con đường 2 tháng 4. Em đang đi trên đường 2 tháng 4 quý vị. Hướng này di chuyển thẳng nữa là sẽ đi ra Bắc quý vị. Hướng đi ra đèo Rì trên con đường 2 tháng 4. Còn đi ngược lại thì quý vị sẽ đi qua cầu Sông Bóng và đi về lại trung tâm của thành phố Nha Trang. Và ngay góc ngã ba này là giao với con đường Ngô Đến. Em rẽ qua bên tay trái này là chụp hình quý vị, đó là những hình ảnh của con đường Ngô Đến. Con đường Ngô Đến này hình như lúc trước nó cũng có một cái tên nữa, đó là hình như là con đường Cù Lao quý vị. Không biết chính xác không nữa, cô chú anh chị bạn nào có thông tin cho em xin nha. Dạ. Thì khi đi trên con đường Ngô Đến này chúng ta sẽ đi vào một cái địa điểm tắm bùn dành cho khách du lịch, đó là khu tắm bùn Tháp Bà vậy. Di chuyển hết con đường này luôn là tới cái địa điểm là tắm bùn Tháp Bà. Ở phía trước hình vì có một ngọn núi, ngọn núi này gọi là núi Sạn vậy. Dân cư ở khu vực đường Ngô Đến này là cũng rất đông đúc. Đoạn này của đường Ngô Đến thì nó thuộc địa phận của phường Vĩnh Phước. Còn di chuyển tiếp nữa mà tới gần tới cái đoạn của tắm bùn Tháp Bà vậy, thì con đường Ngô Đến này nó thuộc phường Ngọc Hiệp của thành phố Nha Trang. Khu vực ở đây thì có một số là người dân nhà ở trên núi cao này. Tới mấy cái đoạn đây vì có thể thấy được là bên tay phải này, để bên tay phải rồi nè, là cái mé bên tay phải là những cái vách núi rất cao sát với cái núi Sạn nên dốc cao lắm. Qua khu vực này là nó thuộc gần khu vực của chợ, gọi là ngôi chợ Sơn Thủy này. Chợ Sơn Thủy thuộc khu vực của đường Ngô Đến đó vị. Ở đây gần chợ nên buôn bán kinh doanh có vẻ như sầm uất hơn. Đi trên con đường này có những đoạn là một bên là mé núi, một bên là mé sông chạy dọc với con sông Cái. Thì trong video ngày hôm nay em xin gửi đến cô chú chị bạn một số hình ảnh của khu vực phường Vĩnh Phước, phường Ngọc Hiệp, đi qua con đường Ngô Đến này, cũng như em sẽ cập nhật cho cô chú chị bạn cái tình hình của dự án đập ngăn mặn cùng với dự án bờ kè của sông Cái vậy. Bờ kè sông Cái đoạn gần dự án đập ngập mặn với cái bờ kè sông Cái nằm bên mé của xã Vĩnh Ngọc và xã Vĩnh Thạnh nha. Vừa rồi là mình đi qua cái chùa Hải Ân Tự vậy, một ngôi chùa khá là nổi tiếng trên con đường Ngô Đến. Dân cư ở trên con đường này là kín hết luôn này. Mấy căn nhà gần chỗ đây bên tay phải là sát với vách núi luôn. Ở đây là thuộc tổ dân phố văn hóa Ngọc Sơn, thuộc phường Ngọc Hiệp đó vậy. Đoạn này là sát mé núi luôn rồi, có những căn nhà cũng nằm sát mé luôn, rất là nguy hiểm. Di chuyển tiếp một đoạn nữa là sẽ tới khu tắm bùn Tháp Bà vậy. Đến với Nha Trang ngồi những cái địa điểm du lịch ở trung tâm thành phố như điểm tâm linh như là chùa Long Sơn,
rồi Di tích Tháp Bà, rồi danh thắng Hòn Chồng, Viện Hải Dương Học. Còn đi tâm bùng thì quý vị có thể tâm bùng ở các cái resort hoặc là bên các cái đảo, quý vị cũng có tâm bùng nữa. Và còn ở với bên thành phố này thì khu tâm bùng Tháp Bà với tâm bùng của iResort. iResort thì nó nằm bên mé của đi ra hướng con đường Nguyễn Khuyến, quý vị. Nó cũng nằm mé bên kia của cái ngọn núi này nè, ngọn núi Sạn này. Còn bên tấm bùn Tháp Bà thì nằm mé bên này của núi Sạn. Chỗ này là con đường Nguyễn Văn Đăng giao với Ngô Đến. Đi sâu vô đoạn này trên sát bên mé núi vậy. Có mấy cái căn cũng họ cũng xây cái biệt thự cũng đẹp. Ở chỗ này hình như cũng có một căn nè. Con đường Ngô Đến này nó cũng dài, chạy dọc với núi, một bên là mé núi, bên mé sông, cho nên là nó cũng ngoằn ngoèo, có nhiều đoạn cua vậy. Lúc trước khu vực đây toàn là núi không, giờ dân cư ở san sát với nhau hết. Đi sâu vào đây thì nó hơi vắng xíu, hay cũng cuối đường quý vị. Sắp hết đường Ngô Đến rồi, tới bên địa điểm tấm bùn Tháp Bà rồi. Vô sau trong này thì đa số là các cái quán kinh doanh. Ở trong hình của vì các bạn đó là địa điểm tắm bùn Tháp Bà đó. Ở đây quý vị có thể tắm bùn rồi tắm khoáng nóng rồi nữa, vật lý trị liệu. Trung hình của cô chú chị bạn đây là những hình ảnh của cái dự án đập ngăn mặn này, cũng như là phía bên kia là cái kè của bên phía nam của sông Cái vậy, kè của phía nam. Ở đây thì em thấy họ đã đóng cọc thôi, chỉ mới có đóng cọc bên đoạn này một đoạn thôi vậy. Thì cái dự án của kè sông Cái cũng như là cái đập ngăn mặn này thì thi công lâu nay rồi. Đập ngăn mặn thì nó thiết kế kiểu nó xây dựng cách cái cầu sắt khoảng 75 m về phía hạ lưu vậy, và nó mục đích là nối cái dân cư hiện hữu của phường Ngọc Hiệp qua bên con đường Ngô Đến. Thì đập ngăn mặn được nó được xây theo cái dạng trụ đỡ, rồi đóng mở bằng cái van clap chưa dưới vậy, có âu thuyền, rồi ở phía trên thì có bố trí thêm cái cầu giao thông nữa. Còn chỗ này là bên mé bên bên trái vì là cái phía bắc, bờ kè phía bắc của sông Cái này, bên kia bên tay phải là bờ kè phía nam. Ta ngay vị trí này là con sông Cái nó chia làm hai nhánh, một nhánh đi qua bên cầu Hà Ra và một nhánh đi qua cầu Sông Bóng. Đập ngăn mặn thì hiện tại đang hoàn thiện cái phần cầu giao thông vậy.
Ở đây thì nó có bố trí âu thuyền này, rồi cầu giao thông thì phía trên đập nó có gồm 10 nhịp, mỗi nhịp thì 33 dài 33 mét, khổ nó thì rộng 26 mét, được thiết kế hai chiều và có tổng chiều dài là khoảng 400 mét vậy, nó bao gồm cả cái đường dẫn hai đầu cầu nữa. Thì tương lai cái đập ngăn mặn này xong cùng với cái con đường nhánh số 4 á. Nhánh số 4 của cái dự án nút giao thông hội cầu vượt Ngọc Hiệp á, nó sẽ đi ngang qua đây vậy. Nó sẽ nối dài chạy dọc với cái đường sắt. Nối dài ra tới con đường 2 tháng 4 gần ngay chỗ khu đăng kiểm á. Đó là hiện tại thì người dân giữa hai bên con sông cái thì đi qua bằng cái lối đi này. Lối đi này chỉ dành được một xe máy đi qua thôi, cho nên là khi mà đầu bên kia đi thì bên này phải nhường vậy, không thể nào đi một lúc hai chiếc xe máy được. Bây giờ đi tạm, mai mốt cái đập ngăn mặn nó xong thì người dân hai bên có thể đi trên đập ngăn mặn rất là rộng, 26 mét đi thoải mái luôn vậy, ô tô đi được luôn. Và chạy dọc đây là cái con đường sắt. Vừa rồi là mình đi qua một cái cầu sắt vậy, cầu sắt đó là cũng lâu đời lắm rồi, từ thời của Pháp, một cái kiến trúc của Pháp cũng rất đẹp, cũng có nhiều bạn trẻ tới đây chụp ảnh check in cái cầu sắt này. Khu vực này dân cư ở cũng đông vậy. Ở hiện tại thì dân cư ở bên này nè, muốn qua bên kia của đường Ngô Đến là đi trên con đường này rồi qua cái cầu sắt lúc nãy. Ở khu vực đây lúc trước gọi là một cái làng Lư Cống vậy, một cái làng ngày xưa là cái nơi chuyên đúc các cái lò rồi, làng Lư Cống nổi tiếng ngày xưa đây. Bây giờ thì nó đổ mai một hết rồi, không có ai, không có còn ai để mà làm cái nghề này nữa vậy. Thứ nhất là đất đai đồ nó cũng không còn nữa, giờ là đô thị hóa hết rồi, ruộng nó cũng không còn, cho nên là không còn đất để mà có thể làm ra những cái sản phẩm nung, đồ nung rồi nữa. Kèm với cái việc bán những cái sản phẩm đó nó cũng giờ nó cũng thu nhập cũng thấp, nên người dân đa số đi làm cái nghề khác hết để mà có thu nhập theo cái thời buổi hiện đại ngày nay. Và bây giờ em sẽ mời cô chú chị bạn đi qua con đường Linh Đình Của, rồi mình sẽ ghé qua khu vực cái bờ kè của bên xã Vĩnh Ngọc với xã Vĩnh Thạnh nha. Ở trước màn hình quý vị là ngay ngã ba này nè, để bên tay trái là hướng đi về lại trung tâm thành phố trên con đường Hương Lộ Ngọc Hiệp, còn bây giờ em rẽ phải là hướng đi qua lại phường Ngọc Hiệp cũng như là qua xã Vĩnh Ngọc trên con đường Lương Đình Của. Gần đây thì có một cái dự án tái định cư của phường Ngọc Hiệp vậy. Dự án đó là tái định cư cho cái dự án mà đập ngăn mặn hồi nãy đi ngang qua đó. Con đường vành đai nhánh số 4 của dự án nút giao thông Ngọc Hội cầu vượt Ngọc Hiệp đi ngang qua cái đoạn đập ngăn mặn đó, thì những cái dân cư ở mé gần đó thì sẽ được tái định cư khu vực bên phường Ngọc Hiệp. Và đây là những hình ảnh của con đường Lương Đình Của, hướng này di chuyển là sẽ đi tới trung tâm của xã Vĩnh Ngọc vậy, đồng thời di chuyển thẳng hết con đường Linh Của này vì có thể đi qua xã Vĩnh Thạnh rồi xã Vĩnh Phước. Con đường này lúc trước nó là gọi là con đường Hương Lộ 45, quý vị đi thẳng trên con đường này cũng có thể thấy một cái nhà thờ, một cái giáo xứ rất là nổi tiếng, đó là giáo xứ Bình Cang lúc bây giờ. Và đi qua đoạn này tới một xíu nữa vậy sẽ cũng có một cái giáo xứ, đó là giáo xứ Chợ Mới á. Đó, chúc mừng quý vị, đây là những hình ảnh của giáo xứ Chợ Mới nè, nằm trên con đường Lương Đình Của thuộc xã Vĩnh Ngọc.
Chương hình của vì các bạn tới một đoạn nữa đó là một cái ngã ba, để bên tay phải là hướng đi qua một cái cầu gọi là cái cầu gỗ Phước Kiển vị, cái cầu bắc qua sông Cái đẹp lắm, nó là một cái cầu gỗ dân sinh. Thì thường vào mùa mưa lũ rồi là cái cầu nó phải dỡ lên cắt đem dán đồ cắt chứ không là lũ lụt là trôi. Ở ngay chỗ này vị, đi qua đây thì mỗi lần là một lượt là 3.000. Cái cầu đó nó cũng rất là quan trọng, nó kết nối từ bên này qua bên kia của sông Cái, khu vực Hòn Nghê đúng không vậy, cũng thuộc địa phận của xã Vĩnh Ngọc đó. Và vì qua bên đó có thể di chuyển qua bên con đường Nguyễn Khuyến, rồi con đường Nguyễn Khuyến cũng như là con đường Nguyễn Xiển đâu được luôn, hướng đi ra phía bắc của thành phố Nha Trang. Đoạn này là khu vực trung tâm này của xã Vĩnh Ngọc, buôn bán kinh doanh rồi nhộn nhịp lắm. Với lại con đường Lương Đình Cũ này cũng là một con đường quan trọng. Các dân người dân ở khu vực của xã Vĩnh Thạnh như là xã Vĩnh Phương đó, rồi xã Vĩnh Ngọc thì muốn đi xuống trung tâm thành phố thì đa số đi qua con đường Lương Đình Cũ này hết. Bây giờ đi trên con đường này là ra giao lại ngay vị trí của đường 3 tháng 10 vậy, ngay cái cầu vượt nhánh số 1 của cái cầu vượt luôn á, cầu vượt Ngọc Hiệp. Đây là những hình ảnh của chợ nè, chợ của xã Vĩnh Ngọc. Chợ nằm ngay góc ngã ba của con đường cầu Dưới Phú Nông với con đường Linh Của. Đoạn này bên trái vì là con đường cầu Dưới Phú Nông á, đi thẳng trên đường cầu Dưới Phú Nông đó thì quý vị có thể ra bên ra ngay vị trí của cái cầu Dứa luôn. Giao lại với đường 3 tháng 10. Và bây giờ em sẽ mời cô chú chị bạn rẽ qua bên tay phải trên con đường này. Đó là con đường này, đó là con đường Liên Hoa. Di chuyển thẳng con đường Liên Hoa này sẽ ra gặp ngay vị trí của con sông Cái vậy. Và cái đoạn bờ kè thuộc địa phận của xã Vĩnh Ngọc cũng như là xã Vĩnh Thạnh. Cái tuyến đường bờ kè của sông Cái thuộc địa phận xã Vĩnh Ngọc Vĩnh Thạnh đi. Đợt trước cũng đang làm vậy, họ đang làm cái kè thì không biết hôm nay là thi công tới đâu rồi. Bây giờ mời cô chú các bạn cùng ra khu vực đoạn kè đó để mà xem thử tiến độ tới đâu rồi nha quý vị. Con đường Liên Hoa này cũng khá rộng rãi luôn á, nó hai làn bê tông, dân cư ở đây cũng ở chặt hết luôn vậy, chặt kín hết luôn, khu vực của xã Vĩnh Ngọc. Và nhà nào cũng có sân vườn rộng rãi, thoải mái. Ở đây thì nó cũng giống như vùng quê thôi. Nó là một cái xã nằm cũng gần với mé của sông Cái nữa. Nhà trước màn hình của vì các bạn, đây là những hình ảnh của cái dự án bờ kè của con sông Cái thuộc bên địa phận của xã Vĩnh Ngọc Vĩnh Thạnh đấy vị. Đoạn này là con đường, những hình ảnh của con đường này là đường Liên Hoa. Ở bên trái vì các bạn là cái bờ kè.
Trước em đi thì đang làm, bây giờ thì cái bờ kè mé bên sông thì hình như là xong rồi quý vị. Bây giờ đang làm ở bên cái con đường đi bộ nữa. Em dạo một đoạn đây cho cô chú bạn xem, xong rồi em sẽ đi lên phía trên em quay mé bên của cái lồng của bờ kè nha. Thì cái dự án kè này là nó thuộc cái dự án kè bờ hữu của sông Cái vậy, và kè bờ sông Cái qua xã Vĩnh Phương, qua địa bàn của xã Vĩnh Ngọc và Vĩnh Thạnh đó. Thì nó có tổng chiều dài là hơn 2,1 km. Thì kết cấu của cái kè ở đây nó xây dựng theo cái hình thức là mái nghiêng bằng cái tấm lát bê tông đúc sẵn vậy. Bữa trước là em thấy là công nhân là họ dùng những cái tấm lát bê tông đúc sẵn á, rồi họ lắp đặt xuống theo hình thức mái nghiêng của bờ kè. Rồi nó có cái khung dàn bê tông cốt thép, rồi chân của bờ kè thì nó bằng tường đứng cừ ván thép. Kết cấu đường hộ kè là kết hợp với giao thông luôn. Thì mặt đường bê tông là xi măng sẽ rộng 3,5 m, rồi lề thì rộng 1,5 m. Thì trên tuyến xây dựng hai cái cầu bản, và cái tổng mức đầu tư của dự án này là hơn 177 tỷ đồng. Cái đoạn phía bên ngoài này thì mới có đắp đất thôi. Này, chúc hành quý vị, đây là những hình ảnh của cái bờ kè nè, qua thuộc cái đoạn đường Liên Hoa, xã Vĩnh Ngọc. Đó, đây là bên trong của cái lồng lồng kè của sông Cái nè vị. Lắp bằng những cái tấm lát bê tông đúc sẵn hết theo cái hình thức mái nghiêng nè. Còn phía ngoài là kết hợp với cái con đường đi bộ này vậy. Mấy bên con đường đi bộ này thì chưa có làm, vẫn còn đất. Mấy bờ kè thì có vẻ như là xong rồi đó. Giờ khỏi người dân ở gần đây khỏi phải lo sợ mỗi khi mà mùa mưa mùa lũ rồi là sạt lở nữa. An toàn rồi vậy. Nó có đường đi bộ xuống dưới nữa nè. Đường đi bộ xuống dưới này ngồi câu câu cá là lý tưởng á. Rồi chờ thi công xong cái phần đường đi bộ này là buổi sáng buổi chiều người dân ra đây tập thể dục hóng mát rất là tuyệt vời, trồng thêm cây xanh rồi nữa. Ngắm cảnh giờ những cái nhà ở gần đây là view sông Cái đẹp quá luôn quý vị ha, có bờ kè rồi rồi không có sợ sạt lở nữa, an toàn hơn rồi. Rồi em xin tạm dừng video tại đây, cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem video nhé. Em xin trân trọng mến chào và hẹn gặp lại ạ. Thank you.